Đến với chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để chuyển đến quý vị hình ảnh về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà chúng tôi vừa cập nhật, như là một lời cảnh tỉnh đến tất cả quý vị cần cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Mở đầu là đoạn clip khiến nhiều người hoảng sợ, ghi lại cảnh một chiếc ô tô lùi xuống từ vỉa hè, tăng tốc nuốt chửng thanh niên đi xe máy. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 5 trên một con đường khá vắng vẻ. Một ô tô con lùi chậm từ vỉa hè xuống đường. Xe này bắt đầu tăng tốc đúng lúc thanh niên đi xe máy lao đến. Chiếc ô tô vẫn tiếp tục di chuyển chèn lên nam thanh niên và chiếc xe máy trước khi dừng hẳn. Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Hiện không rõ tình trạng của nam thanh niên đi xe máy ra sao và nguyên nhân tai nạn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cũng giống như xe tải, xe khách và các loại xe có tải trọng lớn thì xe container cũng có những điểm mù, tức là vị trí mà tài xế không thể nhìn thấy chúng ta để né tránh, từ đó gây ra những tai nạn giao thông rất nguy hiểm, điển hình là vụ tai nạn ngay sau đây. Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chiếc xe ô tô vượt lên container, nhưng đáng chú ý là ô tô không tăng tốc vượt lên một cách dứt khoát, mà phần đuôi xe vẫn đang ở vị trí song song container, dẫn đến tình huống va chạm. Ô tô bị mất lái lao thẳng vào bên trong đường tông trúng cột điện. May mắn không xảy ra thương vong về người. Tiếp theo cũng là một tình huống tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ việc phóng nhanh vượt ẩu qua ngã tư của một nam thanh niên. Đây là hình ảnh tại một ngã tư có đông xe cộ qua lại. Người phụ nữ lớn tuổi đi xe máy 50 phân khối, đang đi rất chậm, đúng làn đường và có tín hiệu xin sang đường rất đúng luật. Thế nhưng một nam thanh niên điều khiển xe máy màu đỏ chạy hướng ngược lại với tốc độ chóng mặt, vượt qua ngã tư và tông vào người phụ nữ này. Không may cùng lúc này, một xe ô tô 7 chỗ trờ tới không kịp xử lý nên đã nuốt chửng nam thanh niên vào gầm. Chưa biết cụ thể thương vong trong vụ tai nạn này như thế nào, nhưng đây là bài học cho những ai có ý định, còn muốn phóng nhanh vượt ẩu ngoài đường.